Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em làm một video giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đấy là chở quạt gió điều hòa trong xe của Mitsubishi Zinger 2008. Vâng, đây chính là cái chở quạt gió điều hòa của Mitsubishi Zinger 2008. Mã sản phẩm của nó là 7801A371, sử dụng trên dòng xe Mitsubishi Zinger 2008, sản xuất bởi công ty phụ tùng Mitsubishi Nhật Bản, cung cấp với An Thái Auto. Đây, em xin mời mọi người sẽ nhìn tổng thể của chiếc chở. Anh em có nhu cầu tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.